Vâng, Điện Máy Thần Nông xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Hôm nay ngày 16 tháng 3 năm 2022. Và Điện Máy Thần Nông xin tiếp tục lấy video giới thiệu cho tất cả các bác một lô máy cắt cỏ Nhật bãi. Và lô hôm nay thì theo nhu cầu nhiều bác hỏi những trong những ngày qua thì em lên lô tiếp tục là những mặt hàng hệ các bác nhá. Lô này thì em lên một loạt gồm có 17 chiếc đến từ nhiều thương hiệu khác nhau, đa phần là Mitsubishi các bác nhá. Bởi vì nhiều bác hay ưa dùng những dòng Mitsubishi thì hôm nay em có lên lô toàn là hàng hệ các bác nhá. Đây em có thể điểm danh sơ sơ qua cho các bác. Lô này thì toàn tum rờ tum nhôm thôi. Đầu tiên là chiếc máy Komatsu có đề này, nó rất là xịn sò nhá. Và tiếp theo là Mitsubishi TL26 phiên bản mà không sợ tăng xăng tăng giá. Rồi tiếp theo là Mitsubishi TL261. Đó, Mitsubishi TL261. TL26 này. Rồi TL26 này. TL26 này, rất nhiều hàng hệ nhá. Mitsubishi TL231, đó tum rờ tum nhôm rất là xịn sò. Mitsubishi TL23. Giá thành vừa phải, dưới 2 triệu. Đó, có một số máy mẫu máy hàng rẻ giá thành vừa phải hơn triệu, tầm giá ví dụ như tên Mitsubishi TL23 này. Đó, máy công suất lớn Maruyama 32cc này. Đó, Maruyama MB26cc này. Đó, 26cc này. Đó, Maru 26 này. Đó, Echo này. Đó, Echo này. Đó, Ryobi. Đó, lô này thì giá tầm cũng vừa phải nha các bác nhá. Giá từ 1.350.000 cho đến 2.800.000. Bác nào xem video này mà ưng ý chiếc nào mà muốn chốt chiếc nào ấy, thì liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0362820840. Đó, số điện thoại em có kích hoạt Zalo nhá. Các bác có thể liên hệ qua Zalo cũng được. Còn bác nào muốn nhanh chóng thì có thể liên hệ trực tiếp vào số điện thoại để đặt hàng nhá. Và hình thức mua bán với em thì cực kỳ đơn giản thôi. Bác nào mà chốt chiếc nào ấy thì cứ việc liên hệ số điện thoại của em. Rồi gửi thông tin địa chỉ và số điện thoại người nhận qua cho em. Đó, bác nào mà ưng chiếc nào thì cứ ngắm thật kỹ nhá, xem ưng ý chiếc nào nhất. Ví dụ bác nào mà thích chiếc đề này này, các bác chốt chiếc này, bác soi chi tiết kỹ vào. Đó, bao giờ mình cảm thấy ưng ý nhất, mình muốn chốt mua chiếc đó thì các bác cứ vậy gửi địa chỉ cho em, rồi em gửi hàng về cho các bác thôi. Bên cạnh đó thì máy bên em được bán là đã bao gồm miễn phí ship các bác nhé. Ví dụ như thế là chẳng hạn này, chiếc Mitsubishi máy chạy bằng ga này giá 2.450.000. Giá này đó là đã bao gồm miễn phí ship, là ship toàn quốc các bác nhé. Các bác ở tỉnh nào, tỉnh xa, tỉnh gần, từ Điện Biên, Yên Bái đến Cà Mau em đều ship được hết. Chỗ nào bác nào xa thì em ship hơi chậm thế thôi, bác nào gần thì em ship nhanh. Đó, giá đó là đã bao gồm miễn phí ship và kèm theo đầy đủ bộ phụ kiện thì kèm theo gồm có một dây đeo loại tốt này, bản lớn các bác nhé, một ổ cước này, một dao vuông này, một lục giác này và một tip mở buji. Đó, tip mở buji thì em thêm sau. Bên cạnh đó thì bác nào chốt chiếc máy đề thì em sẽ tặng kèm thêm một cả cục sạc nhé. Đó, rồi bây giờ vào vấn đề chính luôn, là bác nào là review cho các bác xem từng chiếc máy một. Đó, các bác có thể chọn cho mình những mẫu máy ưng ý nhất. Rồi đầu tiên giới thiệu chiếc Ryobi các bác nhé. Ryobi EKK 2370. Chiếc máy này đến thương hiệu Ryobi các bác nhé. Máy này hệ Komatsu, do Komatsu sản xuất. Chiếc máy này giống như Komatsu BCZ 2370. Nó giống máy này y hệt thôi, nhưng máy này do Ryobi phân phối bán ra. Về ưu điểm dòng máy này thì được cái là mới các bác nhé. Phần trăm nó là rất là cao. Bao giờ máy, tình trạng máy cũng rất là cao. Phần trăm máy bao giờ cũng đặt 80% rồi lên. Các bác ở tại đây, máy móc nguyên zin, bình xăng sáng này. Đó, lọc liệt rất là sáng đẹp. Đó, bộ viết sáng rất là ok, tầm giá vừa phải. Máy này nhược điểm là tum liền các bác nhé. Nhưng mà bác nào mà sử dụng gia đình thì chiếc máy này thoải mái cho các bác dùng rồi. Các bác không phải lăn tăn về vấn đề chất lượng. Bởi vì các bác nên lưu ý một điều là bên Nhật người ta sử dụng, người ta bỏ máy đi rồi chưa hỏng, thì không có lý do gì mà các bác ở Việt Nam sử dụng máy này mà có thể hỏng, dễ hỏng được nó. Một cách dễ hiểu như vậy thôi. Nhiều khi các bác nào mà dùng hao máy quá thì em chịu thôi. Chiếc máy này rất là đẹp. Máy này sử dụng hệ thống chế cưa các bác nhé, chế quan pro chế cưa. Đó, chỗ này hơi hề tí thôi. Buji đứng này, chụp giật có trợ lực này. Đó, bình xăng sáng rất là đẹp, bô sáng. Tay cục bê tông, tay ga cố định. Cần này EKK 2370 đầu bò nguyên zin thôi nhé, đầu bò nguyên zin, cần kiếp nguyên zin hết, máy móc ok, công tác. Video này thì số lượng máy hơi nhiều thì em quay cũng chung sơ sơ qua bác nhé. Rồi test nổ thử lô chiếc này cho các bác nghe tiếng máy. Máy này thì có bơm xăng ở đây, bơm xăng này. Đó, le này, gạt xăng là đóng này, gạt xuống dưới là mở. Máy nổ rất là êm, rất là dễ nổ. Chiếc đầu tiên là chiếc E1, giá 1.350.000, giá đã bao gồm miễn phí ship và phụ kiện theo bác nhé.
Máy thì rất là nhạy nổ. Rất nhạy nổ luôn. Giá thành vừa phải, chỉ 1.350.000. Giá thành rất là ok luôn, vừa phải, vừa túi tiền. Không có tội gì các bác phải mua máy Trung Quốc làm gì. Máy rất là mới luôn này. Rồi, tiếp theo sẽ đến E2 sẽ đến từ thương hiệu Echo các bác nhé. Đó, thương hiệu này thì em cũng có bán phổ biến cho nhiều bác từ những lâu trước. Bác nào theo dõi em kênh lâu thì cũng biết đến dòng máy này. Chiếc máy này là chiếc Echo các bác nhé. Echo đời mới, đời cao. Đó, model nó là GT24TDX. Máy này 24cc các bác nhé. Sản xuất bởi Yamabiko này. Đó, chiếc máy này đồ đạc này, như nhiều video trước cũng có nói, đồ đạc thay thế dòng máy này rất là dễ. Ưu điểm là đồ thay thế dễ này. Đó, máy đời cao, dễ sử dụng. Đó, với dòng máy này thì có được trang bị là chụp giật trợ lực này, trợ lực nhỏ quá nhé, chế ngang này, nòng này, mấy đồ thay thế nòng niếc của máy này vừa Echo 260 các bác nhé, thế là đồ thay thế rất là dễ, tum liền tum bằng nhôm các nhé, đó máy này tum bằng nhôm, hệ máy là hệ Eco các nhé, hệ Eco là hệ máy tiết kiệm xăng, đó, bác nào mà dùng máy này thì cực kỳ lợi xăng luôn, dòng máy này ưu điểm nó là rất là lợi xăng, đó, dòng máy rất là đẹp, ống cần 25 ly, tay cùng ga nghi đông nguyên zin này, công tác lên là tắt xuống là bật, cùng bí đồng nguyên zin hết ạ. Echo GT24TDX, đầu bó nguyên zin, đầu bó có trục ở trong quấn cỏ, dẫn cỏ nguyên zin hết ạ, tất cả nguyên zin, máy móc rất là ok. Giá của chiếc này thì chỉ có 1.500.000 đồng thôi, máy móc rất là đẹp, giá chỉ 1.500.000. Rồi em sẽ đã nổ thử chiếc này. Chiếc E2 giá 1.500.000 đồng. Tiếp theo sẽ đến E3 là đến từ thương hiệu Echo Kyrid nhé. Vẫn là Kyrid Echo thôi. Máy móc thì giống hệt nhau, đồ đạc thay thế vừa nhau, nhưng mà có tên khác là tên Kyrid và màu sắc khác qua nhé. Chiếc máy này màu cam, vẫn là hệ Eco này, chế vẫn chế ngang này, vì sáng rất là sáng đẹp. Đó, bố biết này. Chế chiếc nguyên zin hết ạ, tum bằng nhôm các nhé, tum liền tum bằng nhôm. Đặc biệt chiếc máy này ưu ái hơn đấy là được bộ trang bị bộ tay ga bóp các bác nhé, bộ tay ga này, bộ tay ga bóp xịn này, rất xịn sò, công tác trên tay cầm luôn, bộ tay cùng bi đông nguyên zin. Máy này thì 23cc nhé, model nó là SRE2355, có số series đầy đủ, chân chiếc đầy đủ ạ, bị chóc bong chóc mất rồi các bạn, nó Yamabiko code rồi, made in Japan nhưng mà hơi bị chóc rồi. Máy móc rất là sáng, lốc liếc rất là sáng đẹp luôn, rất là mới. Nó chiếc này thì em bán với giá 1.600.000 đồng nhé. 1.600.000 là tay ga đi với tay ga móc, hộp xịn sò này luôn ạ. Rồi em sẽ test đầu tiên chiếc này. Móc rất là ok nhé, rất là dễ nổ. Đó, độ mới nó thì khoảng phải bàn rồi. Máy này thì phần trăm độ mới lúc nào cũng là 80% trở lên. Vì giống những dòng máy này là những dòng máy đời cao quá nhé, được sản xuất gần đây, thế là phần trăm rất là cao, rất là đẹp. Echo. Tiếp theo sẽ đến chiếc E4 các bác nhé. E4 sẽ đến hiệu Maruyama. Lâu này thì không có Maruyama hàng tầm trung, tầm gia đình đâu. Lâu này chủ yếu là hàng hệ Maruyama quá nhé. Để phân biệt hàng hệ hay không ấy, thì các bác thể thấy nhìn đây, tum mà tum rời tum nhôm quá nhé. Đó. Hàng hệ là những hàng mà tum rời tum nhôm này, nó chế qua bờ họng lớn này, nó chế qua bờ rồ WEZ quá nhé. Rồi máy này có trợ lực luôn này, và máy này máy Maru sắc lớn nhá, máy rất là to, nhìn rất là đô con. Dòng này thì 26cc các bác nhé, model nó là GC261DX này, 26cc, nòng 34 ly. Đối với dòng máy này thì các bác có thể thay thế nòng 37 ly vào được. Đó, máy này do sử dụng bộ xác máy lớn ấy, thế sử dụng chung sườn máy lốc với Maruyama 30, GC30. Đó, GC26 với GC30, máy móc y hệt nhau, chỉ khác mỗi nòng thôi, máy này nòng nhỏ hơn. Đó, con này thì máy móc rất là chắc chắn, tu bằng nhôm này, đó, rất là ok. Lốc có dập nổi ở Made in Japan các bác nhé, đây các bác có thể thấy đây. Đó, Made in Japan này, đó, Made in Japan nhé.
Thế chắc chắn là máy này là phải sản xuất tại Nhật rồi. Nhiều bác cũng lăn tăn vấn đề cũng phải lốc giật Made in Japan cơ. Bồ bế rất là sáng đẹp nhá. Bồ bằng inox luôn này. Bình xăng sáng, bình xăng nguyên zin. Trụ giật có trợ lực. Máy móc rất là ok. Tình trạng con này phải đạt tầm 85%, 80-90%. Tay cùng vi đông đây. Cái ga cố định ạ. DC261D. Máy hệ eco, cực kỳ tiếp sang. Rồi bò. Đánh cỏ nguyên zin. Rồi, em sẽ test nổ thử luôn chiếc này. Chuyên nghiệp thế là tiếng máy rất là bốc, rất là khỏe. Các bác lưu ý trên thị trường nó có máy luôn muôn vàn loại máy đời nọ đời kia, những hệ Maru ấy mà tôm liền này, các bác lưu ý này, cũng 26cc nhé, nòng battery tôm liền, tôm bằng nhựa này đó, rồi là máy nó sắc nhìn nó nhỏ này đó. Những đời máy là đời máy sử dụng chung sườn lốc máy với Maru 23. Thế là những dòng máy này là dòng máy hệ gia đình thôi, nó không phải hệ máy chuyên nghiệp. Như dòng máy này cũng là battery ấy, cũng 26cc này, nhưng mà hệ sử dụng chung sườn lốc máy với Maru 30. Đó, thế là máy là rất là chắc chắn, bền. Đó, và giá thành nó cao hơn. Đó, những dòng máy Maru mà tôm liền, tôm nhựa, máy sắc nhỏ ấy, người ta gọi là Maru sắc nhỏ ấy, thì giá thành nó chỉ chiều 6, chiều 7, chiều 8 thôi. Còn nhưng mà Maru sắc lớn thì nó máy giá trị hơn. Cái chiếc này thì giá nó là 2 triệu thôi nhé. Và bác nào mà đi làm nương làm rẫy phát diện tích vài hết thì dòng này thoải mái chịu nhiệt cho các bác luôn. Rồi, tiếp theo sẽ đến E5. Cũng là thương hiệu Maruyama, cũng là một chiếc Maruyama hệ chuyên nghiệp. Đó, chiếc máy này đời MB quá nhá, MB 2620 này. Đó, đời 4 số 26cc. Chế hai kim luôn quá nhá. Đấy, các bác nhìn đâu. Kim trên này, kim dưới này. Đó, rồi lốc dập nổi Made in Japan. Đó, lốc dập nổi Made in Japan các bác nhá. Dòng máy này thì chất lượng khỏi bài bàn rồi. Nó chất lượng tương đương với những dòng 26 và 261 luôn. Nó hệ cao cấp, đỉnh cao nhất của dòng Maruyama rồi. Đó, chiếc máy này thì nằm 34 ly, nó sử dụng chung sườn lốc máy với Maru 3000 nhé. Cũng xài chung lốc máy với Maruyama MB 3000 ấy. Thế là dòng máy này là cũng thuộc hệ là chắc chắn, bền bỉ. Đây gọi là Maru sắc lớn các bác nhé, cũng tum rời tum nhôm này. Sơn xếp rất là đẹp. Bồ biết sáng. Chiếc máy này bán với giá là 2.050.000 nhé. Tay ga cục ghi đồng nguyên zin này, sơn xiếc rất là ok. Công tác trên tay cầm ạ. Maruyama MB 2620. Chắn cỏ nguyên zin, đầu bóng nguyên zin. Rồi, em sẽ test nổ thử chiếc này. Dòng máy này thì siêu khỏe rồi, chuyên cho các bác nào làm nương làm rẫy này. Các bác ở miền Tây rất là ưa chuộng những dòng máy này. Rồi, chiếc E5 giá 2.050.000. Tiếp theo sẽ đến E6. E6 giá 2.100.000 đồng. Chiếc máy này cũng đến từ thương hiệu Maruyama các bác nhé. Nhưng mà đời MB, cũng là đời MB 260. Dòng máy này thì đẹp xuất sắc rồi. Tất cả máy móc nguyên zin hết. Các bác có thể thấy đây, rất là đẹp. Chế bằng Bro WZ. Đó, lốc liếc vô bằng nguyên khối này, rất sáng đẹp, vì sáng sáng này. Lốc có dập nổi Made in Japan các bác nhé. Made in Japan này. Tôi tum rời, tôi bằng nhôm. Rất là ok, còn hệ tum rời tum nhôm thôi. Tay cùng ghi đông, nguyên zin hết ạ. Công tác trên tay cầm. Maruyama. Chắn cổ nguyên zin, đầu bò nguyên zin. Rất là mới. Chiếc máy này thì giá là 2.100.000 đồng thôi nhé. Nòng 34 ly, 26cc, hệ chuyên, hệ máy cắt cỏ chuyên nghiệp, chuyên làm nương làm rẫy. Đó, không phải hệ gia đình đâu, gia đình nó có nhiều hệ lắm. Máy cắt cỏ gia đình thường là tum liền, máy màu trắng trắng vàng vàng xanh xanh đấy, tum nhựa đấy. Dòng này thì hệ chuyên nghiệp rồi. Rồi em sẽ test nổ thử chiếc này.
S6 giá 2.100.000 đồng. Máy đến thương hiệu Marujame các bác nhé, đẹp xuất sắc luôn. Tiếp theo sẽ đến E7. E7 cũng đến từ thương hiệu Marujame. Chiếc máy này thì cũng là thuộc hệ máy chuyên nghiệp đấy. Bác nào muốn công suất lớn thì chiếc máy này thì rất là phù hợp nhé. Chiếc máy này lên đến 32cc nhé, công suất tương đương với TL33 luôn này. Model nó là BigMBC32A. Chiếc máy này thì có 26 thôi, mà chiếc này lên đến 32. Ở chiếc máy này là 32cc, tổng 38 ly các bác nhá. Tổng rất là lớn. Lốc có dập nổi made in Japan này. Chế qua MRWKEZ này. Mà giá của nó rất là vừa phải, 2.400.000 đồng đối với chiếc máy đẹp như thế này. Đấy các bác có thể thấy không? Tum rời tum bằng nhôm, ốc ác vàng nguyên này, 7 màu luôn này. Công tác này. Rất là đẹp xuất sắc luôn. Bình xăng nguyên zin rất là sáng đẹp. Chiếc máy này thì phù hợp cho bác nào mà muốn máy công suất lớn mà tầm giá vừa phải, trên 2 triệu. Ví dụ như trên thị trường có bác mua những dòng máy mà TD33 này, rồi T170, T180 ấy, thì tầm giá nó cũng rất là cao, cũng phải tương đương hơn chiếc này rồi. Mà đời nó là đời thấp, chế và chế quả ga thôi. Như dòng máy này đồ thay thế thứ nhất là dễ này, thứ hai chế qua Pro này, thứ ba là dòng máy này công suất lớn mà giá thành vừa phải, chỉ 2.400.000 đồng thôi là các bác có thể sử dụng một máy công suất lớn rồi. Máy này thì cho các bác phụ cước thoải mái hơn, dư công suất, dư giảm công suất một chút. Còn như dòng 26 thì phụ cước thực sự gọi là vừa được thôi, nhưng mà gọi là đuối. Chiếc máy này rất là ok, tay cùng bi đông nguyên zin này, tay ga này, BigMBC32A, đầu bỏ nguyên zin, chấn cỏ nguyên zin ạ, máy móc rất là đẹp, máy này xuất sắc luôn ạ. Đối với chiếc đẹp như vậy giá 2.400.000 đồng, bác nào mà thích giá thành vừa phải rẻ hơn ấy, thì em cũng muốn có máy đáp ứng cho nhu cầu các bác, nhưng mà tiền nào của đấy thôi. Máy hình thức 6 hơn thì tất nhiên là sẽ rẻ hơn rồi. Rồi em test nổ thử luôn chiếc này ạ. Bơm xăng nghe đi, giật nổ. Rất là mới. Dòng máy này hiện tại trên thị trường nó có phân phối mới các bác nhá. Nhưng mà nó tên máy là khác, tên là EA320 cơ. Các bác có thể lên mạng tra. Dòng máy giá rất là cao, 6 triệu mấy ạ. Nhưng mà nó vẫn là hàng xuất khẩu sang Việt Nam thôi, còn đây hàng nội địa Nhật. Rồi, tiếp theo sẽ đến thương hiệu Mitsubishi. Đây em giới thiệu cho các bác chiếc Mitsubishi TL23 các bác nhá, phiên bản KZ. Phiên bản này thì tôm liền các bác nhá, tôm liền tôm nhựa. Dành cho bác nào sử dụng gia đình. TL23. Bác nào mà có nhu cầu chỉ dùng mục đích cắt cỏ ấy, thì sử dụng tôm liền như vậy. Giá thành vừa phải, máy lại nhẹ, trong khi đó là nó không bị nóng ở đây. Nhưng máy tôm nhôm thì hay bị nóng. Chiếc máy này em bán với giá là 1.700.000 đồng các nhé. Mitsubishi TL23, 23cc, nòng 31 ly. Trang bị trên máy là chế Wambro 2 kim nhé. Đó, kim trên này, kim dưới này. Lốc có dập nổi bên Japan. Không có dập đổi số 23. Bô viết sáng đẹp, ok. Rất là ok luôn. Bình xăng nguyên zin, máy móc nguyên zin hết ạ. Tất cả nguyên zin hết ạ. Tay cục bi đông cần một tím ạ. Đầu vào nguyên zin. Công tác chế qua Pro ạ. Rồi, test nổ thử luôn. Rồi, chiếc Mitsubishi TL23 được em bán xả các bác nhé. Giá này giá xả 1.700.000 đồng. Đó, rất là ok luôn. Cho bác nào thích máy hàng hệ thương hiệu Mitsubishi mà tầm giá vừa phải. Thực sự thì đối với giá 1.700.000, 1.600.000 thì bác chỉ đôi khi các bác chỉ mua được dòng Mitsubishi TL20 thôi. Nhưng mà dòng TL20 là dòng nhỏ nhất của dòng Mitsubishi rồi. Thay vì đó có thể chọn lên những dòng TL23 này, 23cc. Bên cạnh đó thì những dòng máy này đồ thay thế là vừa TL26 cơ. Rồi, tiếp theo sẽ đến chiếc E9. E9 cũng đến từ thương hiệu Mitsubishi các bác nhá. Đó, chiếc này chiếc TL23. Đó,
giống như trước trước. Máy này thì cũng 23cc, dòng 31 ly. Được trang bị trên chế là hai kim quá nhá. Máy rất là đẹp, chế hai kim này. Lốc dập nổi Made in Japan này. Nòng dập nổi số 23 quá nhá. Bô bếp sáng đẹp. Lốc sáng, bì xăng nguyên zin. Chế trước nguyên zin. Lòng ốp giật nguyên zin, tất cả nguyên zin hết ạ. Sơn xiết rất là đẹp. Tem này. Bộ đen TL23 0301902. Lốc rất là sáng. Chiếc máy này thì sử dụng tum rời các bác nhá, tum rời tum bằng nhựa. Giá 1.800.000 đồng. Ống cần. Máy này đặc biệt cái là máy này ống cần 26 ly các bác nhá. Máy bãi thì thường chỉ ống cần 24 ly thôi, nhưng mà đặc biệt riêng chiếc này ấy, thì ống cần 26 ly. Có ngay cả những dòng 261 mới chỉ có 24 ly thôi, nhưng mà này lên 26 ly này. Bắt chạy các bác nào cái cần lớn chắc chắn này. Đầu bò nhìn cũng lớn, rất là lớn. Đó, đầu bò rất to luôn này. Đây em so bì với một chiếc 231 nha, các bác thấy không? Đầu bò to hơn hẳn luôn này. Bộ cần này em nghi nó nhiều TL33 hay sao ấy. Nhưng thật sự TL33 cũng ống cần 24 thôi. Tum mà tum rời tum nhựa quá nhá. Đó, rất là ok, tay cùng bi đông nguyên zin này, cùng rất là to chắc chắn. Tay ga. Ống rất là đẹp. Chế hai kim. Giá chỉ có 1.800.000 đồng thôi. Máy này thì đỉnh cao của giá thành dưới 2 triệu rồi. Bác nào mà giá thành dưới 2 triệu mà máy hàng hệ thương hiệu ấy thì nên chọn dòng Mitsubishi TL23. Bên cạnh đó ấy, sau này mình sử dụng ấy, qua một thời gian ví dụ máy nó hơi yếu đi này hoặc hỏng nòng hơi ấy, mình có thể thay thế đồ TL26 được. Ví dụ như bộ hơi chẳng hạn. Chiếc máy này là đam bộ hơi là 31 ly 23cc. Sau này hỏng nòng ấy, bác thay bộ hơi của máy TL26 vào được. Bởi vì TL23 và TL26 thì sử dụng chung ốp giật, lốc, mái sườn, gen, chế chiếc điện đóm xài chung với nhau hết, khác duy nhất chỉ mỗi bộ hơi thôi. Sau này có yếu hơi ấy, là thay bộ hơi cái máy TL26 vào được. Mà trong đó giá thành hiện tại lúc ban đầu khởi động mua ấy, là giá thành rẻ hơn rất nhiều. TL26 giờ phải 2.3 triệu, 2.4 triệu, nhưng mà TL23 chỉ có 1.8 triệu thôi. Sau này thay bộ hơi thì chỉ có 200-300 nghìn thôi, rất là tiết kiệm vừa tiền. Mà đôi khi các bác nào mà sử dụng gia đình ấy thì không nhất thiết phải TL26 gì, bởi vì những dòng TL26 và TL23 công suất chênh nhau không đáng bao nhiêu. Đó, ngay cả xịt thuốc vậy. Các bác như có thể biết ấy, là dòng máy xịt thuốc ấy, TL20 người ta vẫn có thể chạy bình thường rồi. Đó, nhưng đây TL23 thì có thể thoải mái cho các bác chạy luôn. Đó. Rồi, em sẽ test nổ thử luôn chiếc này. Mitsubishi TL23. Bơm xăng này, kéo le lên. Giật nổ. Chiếc E9 giá 1.800.000 đồng. Tiếp theo sẽ đến E10. E10 là đến từ thương hiệu Mitsubishi các bác nhé. Cũng là Mitsubishi thôi, nhưng mà đời cao hơn. Đời TL231. Đó, Mitsubishi TL231. Đối với dòng TL231 thì máy móc của nó công suất dung tích xy lanh vẫn bằng tương đương TL23 thôi, nhưng mà piston của nó lớn hơn. Với dòng TL231 này thì đời năm sản xuất gần đây hơn, nó cao hơn đời TL23. Và dòng TL231 thì bít tông của nó sử dụng bít tông 32 ly và TL23 bít tông 31 ly nha các bác nhá. Còn về chiếc máy này thì chiếc máy này sử dụng tum rời tum nhôm này, rất là đẹp, máy móc rất là ok luôn. Đó, tum rời tum nhôm các bác nhá. Bác nào xịt thuốc mà lắp vào rất là ok luôn này. Rồi chụp giật thì chụp giật có trợ lực các bác nhá. Chụp giật có trợ lực lò xo. Đó, máy móc rất là đẹp. Chế hai kim các bác nhá, kim trên này, kim dưới này. Rồi lốc có dập nổi Made in Japan. Rất là đảm bảo cho các bác sử dụng. Bô bếp sáng đẹp. Có số series quá nhé, TL231 150952. Đó, bình xăng sáng này, rất là đẹp. Với dòng 231 này đồ thay thế cũng dễ gần như TL23 thôi. Rồi, chiếc máy này thì có giá 1.900.000 đồng. Tay cùng bi đông này. Ga này. Lên là tắt, xuống là bật ạ. Tay cùng bi đông lớn. Đầu bò nguyên zin, cần kiếc nguyên zin hết ạ. Rồi, em sẽ test nổ thử luôn chiếc này. Mitsubishi TL231. Máy móc rất là đẹp. Thật sự. Với giá dưới 2 triệu mà máy mà thương hiệu, máy chất lượng cao nhất thì chắc này đứng top luôn này. Ít cơ nào là
hơi từ con này lắm. Rồi. Tiếng máy rất là bốc các bạn nhé, bít tông cũng lớn hơn, tua máy giảm lại, hành trình bít tông giảm lại nên làm tua máy rất là bốc. Rồi tiếp theo sẽ đến Mitsubishi TL26 các bạn nhé. Đó, dòng máy này thì rất là ưa chuộng thị trường rồi, với chất lượng của nó các bác cũng biết. Đó, như chiếc Mitsubishi TL26 này thì bít tông nó là bít tông 33 ly 26 cc các bạn nhé. Đó, chất lượng nó thì quá nhiều bác lên tên tuổi nó rồi. Máy này thì được trang bị tum rời tum nhôm. Đó, chân chiếc này, cái chân nó bị gãy một bên rồi, tem thì bị phai máu mất rồi các bạn. Lốc thì có dập nổi Made in Japan các bạn nhé, có thể thử tay Made in Japan này. Rồi nòng có dập nổi số 26 nhé. Đối với dòng Mitsubishi thì 2326 nhìn nó giống nhau á, thế là các bác cứ nhìn vào số hiệu trên nòng này, họ số 26 là TL26. Rồi chế hai kim này, kim trên này, kim dưới này. Đó, chế một vừa có ốc chỉnh này, bộ biết sáng này, đẹp. Đó, rất là ok. Bình xăng, bình chiếc nguyên zin hết ạ. Ai cùng bị đông nguyên zin ạ. Tay ga này, công tác xuống rắp đây là bật. Đó, đầu bò là biết. Chắn cỏ, nguyên zin hết. Đó, với chiếc này thì bán giá là 2.300.000 đồng. Giá đã bao gồm miễn phí ship và phụ kiện theo. Đó, rất ok. Rồi test nổ thử luôn. Rồi, E11 giá 2.300.000 đồng. Tiếp theo sẽ đến E12 giá 2.350.000 các bác nhé. Chiếc này, máy này cũng đến từ hiệu Mitsubishi. Đó, TL26 nhé. Nòng có dập nổi số 26 này. Đó. Lốc dập nổi Made in Japan này. Đó, chế One Pro 2 kim. Kim trên, kim dưới. Đó, số seri nó TL26 308350. Rất ok. Chiếc máy này thì sử dụng tum rời tum nhôm. Đó, tum hệ Maru. Máy ốc rất là đẹp. Ốc ác 7 màu luôn này. Tùng ốc sáng màu nguyên này. Máy móc rất là ok. Bô. Bô rất là sáng. Tay cùng bi đông nguyên zin. TL26. Chắn cỏ nguyên zin. Đầu bò nguyên zin. Tất cả nguyên zin hết ạ. Rồi. Về chất lượng của bác cũng đã biết rồi, cũng giống như chiếc trước thôi. Chiếc này thì cũng là 33 ly, nòng 26 cc các bác nhé. Trên thị trường thì đổ dạng thay thế rất là dễ. Chiếc máy này thì bình xăng mới các bác nhé, lưu ý. Rồi em test nổ thử luôn chiếc này. Chiếc máy rất là xăng. Xuống là tắt, lên là bật. Rồi chiếc E12 giá 2.350.000. Tiếp theo sẽ đến chiếc Mitsubishi TL26 tiếp theo. Là Mitsubishi tiếp này. Rất là đẹp. Chiếc máy này là E13 các bác nhé. Giá 2.400.000 đồng. Chiếc máy này cũng tum rời tum nhôm này. Máy móc rất là ok. Bồ biết sáng quắc luôn. Bồ này sáng vượt trội. Tay cùng ghi đồng bên gì sơn xếp còn đẹp luôn này. Tay ga tem này. Đó, đầu bò nguyên zin, chắn cỏ nguyên zin. À, chắn cỏ mới các bác nhé. Ghi đồng, máy ghi đồng nguyên zin hết ạ. Chân trước đầy đủ. Có số seri luôn nhé. TL26 000551. Rất là đẹp.
lốc liếc sáng này, có thấy không? Lốc rất là sáng. Nòng lốc ra nổi mới đi Japan này. Đó, chế hai kim luôn nhá. Kim trên này, kim dưới này. Đó, vàng nguyên này, rất là đẹp. Nòng dập đổi số 26 các bác nhé. Số 26 này. Bình xăng nguyên zin, tất cả nguyên zin hết ạ. Máy móc con này thì 10 trên 10. Không thể chê được gì cả. Bộ hơi nó thì không thể bàn và cãi được. Bộ hơi rất là chắc. Bộ hơi rất là kín. Em giật thử hơi cho các bác nghe được máy này. Bộ hơi rất là chắc. Rồi, nổ thử luôn. Có tiếng máy êm ru. Đây là 26, giá 2.400.000 đồng cho chiếc E13. Tiếp theo sẽ là đến 261 các bác nhé. Các bác nào đang mong muốn dòng 261 thì đây. Chiếc máy này nòng rất dần nổ số 26 thôi. Chế hai kim, kim trên này và kim dưới, có ốc chỉnh. Lốc có dập nổi Made in Japan. Đó, Made in Japan này. Đó, máy móc bị xăng mới các bác nhé. Bô máy này thì không được đẹp lắm. Có số series TL26 này, 121861. Tum rời tum nhôm các bác nhé. Chân chiếc đầy đủ. Đó, máy móc rất là ok. Còn này thì chất lượng về hình thức thì nó không được đẹp lắm, nhưng mà cái chất lượng thì em bao cho các bác. Vì chiếc này bô nó không sáng lắm. Đây cùng bi đông này, cùng bi đông lớn các bác nhé. Công tác trên tay cầm luôn. Đầu bò có chụp ngược trong quấn cỏ này. Đó, chân cỏ nguyên zin, tất cả nguyên zin hết ạ. Ngoài trừ bình xăng ra thôi. Rồi, em sẽ test nổ thử luôn chiếc này. Nóng xăng hơi lỏng. Rồi, ok. Rồi, test nổ thử luôn nhỉ. Chiếc E14 giá 2.400.000 đồng. Tiếp theo sẽ đến E15 giá 2.650.000 đồng. Chiếc máy này là Mitsubishi TL261 các bác nhé. Máy thì móc thì tất cả ok với gì hết. Bình xăng sáng này, bô sáng này, chế có le tay đỏ các bác nhé. Rồi có thùng giật trợ lực này. Đó, có trợ lực. Nòng có dập nổi số 26 này. Đó, lốc có dập nổi chữ Made in Japan. Tum rời tum nhôm. Có số series đầy đủ của nó, TL261 216287. Tên nào bài đấy thôi. Chứ số 12, 15 thì nó hơn con số 14 thì tất nhiên giá thành sẽ cao hơn. Công tác hai cùng huy đông. Đó. Cần đồ bò. Chân cỏ, nguyên gì hết ạ. Rất là ok. Rồi, test nổ thử luôn. Gạt le xem. E14 thì đời này đời cao hơn tí nhá. Đời này bản nâng cấp, có le tay đỏ và có trợ lực. Rồi, chiếc E15 giá 2.650. Tiếp theo sẽ đến E16 các bác nhá. E16 giá 2.450. Một chiếc máy về em phải quảng cáo với các bác là chiếc máy này không bao giờ sợ tạt xăng tăng giá. Xăng có lên 100.000 đồng một lít đi nữa thì không phải lo. Chiếc máy này là chiếc máy đặc biệt. Chiếc máy này là chiếc máy ga các bác nhá. Chiếc máy ga. Đó, Mitsubishi TL26 LPG England, nghe động cơ ga, động cơ chạy bằng ga này. Đó. Chiếc máy này thì 26 giờ C, TL26 mà. Lốc có dập nổi Made in Japan như máy bình thường thôi.
nó y như một máy bình thường, nhưng mà chỉ khác hai bộ phận, đó là máy này bộ chế hòa khí của nó là bộ chế hòa khí ga, nó vẫn xài của hút như của máy xăng bình thường nhá, và thêm nữa là có một bình chứa ga ở dưới đó, mỗi vậy thôi. Còn đâu lốc liếc nòng hơi gen vô lăng đồ ốp giật bô biết giống y hệt chiếc TL26 bình thường. Bác nào mà dùng máy ga này sau một thời gian mình cảm thấy chán máy ga rồi ấy thì muốn trở về máy xăng cũng đơn giản thôi, các bác chỉ mua bộ chế khác thay bộ chế vào này, mà thay vì xăng lớn, mỗi vậy thôi là mình đã chuyển về máy chạy bằng xăng bình thường. Bên cạnh đó lại được thêm bộ phận tự pha nhớt nhá. Đặc biệt là chiếc máy TL26 này là có bộ phận tự động pha nhớt đây. Đấy, như các bác thấy không? Bình nhớt con này này. Do chạy bằng ga ấy, thì mình không thể pha nhớt vào ga được. Đó, thế nên là nhà sản xuất nó thiết kế thêm bộ phận bơm nhớt ở đây nhá. Đây là bình nhớt. Đó, nhớt này sẽ hút bơm vào trong đường ống dẫn này. Đó, bơm vào trong bơm nhớt đây, trong đây có một bơm nhớt, bắt đầu từ bơm nhớt vào trong bộ đốt. Đó, máy này tự pha nhớt cho mình. Còn việc cách sử dụng của máy này thì cực kỳ đơn giản thôi. Đây, như em có thể hướng dẫn cho các bác. Đây, đây là cái nắp nắp ga. Đây, các bác đẩy vào này. Xoáy ra. Hơi khó tụt này các bạn. Lon ga đây, và có thể thấy đây. Các bác để vào. Hợp vào nãy của nó, rồi bác ấn vào. Rồi, đây là cái nắp. Nắp nó thì rất là đơn giản, các bác đúng vào cái khe khay của nó này, ấn vào. Các bác xoáy nó, có vậy xong thôi. Nãy chưa quen, em chưa quen tay các bác, thế là hơi lỡ ngớ. Đó, rất là đơn giản. Ok. Chiếc máy này đặc biệt nữa là máy rất là mới các bác nhé. Các bác không những mang hình thức sử dụng mà còn có thể mang hình thức về để sưu tầm. Máy rất là mới luôn, các bác thấy không? Bô này, bô sáng cóc luôn. Đó, lốc này, các bác thấy thấy không? Lốc máy nó không khác gì máy mới các bác. Lốc nó sáng chóe luôn. Đấy, ốc áp vàng chóe luôn này. Lốc rất là sáng, rất là đẹp. Đó, khóa ga này, khóa an toàn nhé. Mở lên là gạt dọc là mở, gạt ngang là khóa. Sau đó mở. Đó, như vậy là đang mở các bác nhé. Tum rời tum nhôm này. Đó, rất là đẹp. Chiếc máy này thì xuất sắc luôn rồi. Có số series đầy đủ quá nhá. TL26 này. 317759. Và đặc biệt những dòng máy ga này bên Nhật người ta xài cực kỳ ít luôn. Nhiều bác cũng hay săn tìm những dòng máy ga về để lấy đầu máy, bởi vì dòng máy ga này nó xài rất là ít, rất là mới, phần trăm rất là cao. Bộ hơi này. Rất là chắc. Tay cụp đi đâu? Tay ga nguyên zin nhá. Tay ga như bình thường thôi. Cùng này. Tem tiếc này. Chắn cỏ nguyên zin này. Đầu bóng nguyên zin này. Nó rất xịn sò. Tùm rời tùm nhôm. Rồi, nổ luôn. Đó, các bác đưa ga vào nhá. Mở khóa ga đây. Rồi cứ bị giật thôi. Giật tầm 4-5 cái. Lúc nổ rồi, nổ lên rồi các bác để cho nổ găng ti nhé bác nhé. Nổ găng ti tầm 10-20 giây đấy. Cho nhớt bơm lên đều đấy. Đúng là mình mới ga lên. Ok, đây là chiếc máy mà nhiều lần em quảng cáo là chiếc máy không cần xăng cũng nổ. Đó. Nghe có vẻ nó phét nhưng mà nó phét đúng, bởi vì có cần xăng đâu, cần mũi ga nó nổ thôi. Rồi, bỏ qua chiếc máy không cần xăng cũng nổ. Tiếp theo các bác sẽ ngó đến là chiếc máy không cần giật cũng nổ. Đó, nghe có vẻ vô lý nhưng mà cực kỳ thuyết phục các bác nhé. Bởi vì đây là chiếc máy đề. Đó. Đề, rất là xịn sò, em test thử luôn. Đó, không cần giật cũng nổ. Chiếc máy này thì đến từ thương hiệu Genoa Komatsu. Model nó là BC2650 các bác nhé. Dòng BC này rất là nổi tiếng uy tín rồi. Và thương hiệu Komatsu Genoa này thì nó quá là chất lượng rồi.
dòng này thì nó ra phiên bản máy nào thì nó uy tín và được nhiều người ưa chuộng đến dòng máy đấy. Ví dụ như GK này, G3K này, G4K này, Komatsu 3400, Komatsu 43 này, đó. Nó ra dòng máy nào thì người ta đều ưa chuộng dòng máy đấy, gần như Mitsubishi Komatsu không có dòng máy nào chất lượng nó dở hay tệ cả. Và đây là một trong những dòng máy mà nó gọi là cao cấp nhất, xịn sò nhất của thương hiệu Komatsu nhá. Chiếc máy này thì nó ưa về vấn đề khởi động máy thôi. Bác nào mà sử dụng máy cảm thấy khó khăn này, rồi mình sợ khó nổ này, sợ khó giật này, hoặc đơn giản mình mua cho phụ nữ dùng ấy mà sợ họ không biết dùng ấy, thì chiếc máy này rất là hợp lý các bác nhá. Bên cạnh đó thì dòng máy này là một dòng máy đời cao, chế sử dụng chế Wambo đó, lốc có dầm nổi chiếc Komatsu, nhưng mà nhiều chi tiết nó lằng nhằng quá hơi khó nhìn các bác. Đây Komatsu Genoad này, đó, động lên rất là sáng nha. Chiếc máy này thì độ mới rất là ok, rất là mới luôn này. Tum bằng nhôm thôi nhá, tum bằng nhôm, tum liền tum bằng nhôm. Bên cạnh đó máy này không những có đề mà là có lại quả chụp giật luôn. Đây bác nào mà cảm thấy là đề mà chán nhàm chán quá muốn luyện cơ tay ấy, thì có thể giật. Đây em sẽ tháo bộ giật cho các bác coi. Đó. Máy này như không những có đề mà có cả giật trợ lực thôi nhá. Giật phải giật trợ lực nó mới xịn cơ. Rất là dễ đổ. Công tác. Chiếc máy này thì nòng 34 ly 26cc thì thương hiệu Komatsu, dòng này thì quá chất lượng rồi. Đồ đạc thay thế dòng máy này thì nó có phổ biến 100% các nhá. Cái dòng máy đề này thì rất là bền, nòng hơi nó bây giờ ví dụ nhá, nòng hơi nó này, gen lock liếc nó này, điện đóm này thì nó sử dụng chung với Komatsu BC 2006 rồi, hoặc xài chung với Husqvarna nhá. Bác nào mà có máy Husqvarna 226 vậy, Husqvarna 226 vậy thì đồ đạc lắp vừa máy này nhá, nòng hơi nòng liếc lắp vừa thôi. Máy này chỉ khác mỗi vỏ thôi, khác mỗi vỏ với tu. Đó, các vỏ tôm với bình xăng một số chi tiết ngoài thôi, còn nòng hơi gen đều xài chung hết. Dòng máy này thì thế vậy em mới nói là dòng máy này đồ thay thế sau này rất là dễ. Dòng máy này nó phổ biến nhất thì thị trường hiện nay. Bên cạnh đó thì vấn đề pin, nhiều bác dùng máy đề thì cũng lăn tăn vấn đề pin đó. Bởi vì pin xài sau một thời gian sử dụng ấy thì nhiều bác cũng sợ nó chai pin hoặc hỏng pin ấy, mình đóng pin không được hoặc hỏng pin mình không có pin để thay. Vì máy em đã được khắc phục lại hệ thống pin nhá. Pin thì em đã chuyển qua pin rời hết rồi. Đó. Nguyên mẫu của nó ấy là sử dụng pin liền, pin nó đóng pin vuông của nó đóng cell bên trong này này. Nhưng mỗi lần hỏng pin ấy là các bác coi như bó tay luôn ấy, chỉ có thợ giỏi hoặc chỗ nào bác kiếm được pin pin ấy mới đánh thay được. Nhưng qua thử nghiệm nghiên cứu của em ấy thì em đã chuyển qua pin rời các bác nhá. Đó bây giờ máy đã chuyển nó sử dụng hai bên pin rời này. Vì hai bên pin này ấy, các bác có thể ra cửa hàng điện tử mua pin rất là dễ, đó, dễ dàng thay pin. Đó. Và điểm nâng cấp thứ hai ở trên bộ máy đề này ấy, thì em đã nâng cấp thêm hệ thống sạc các nhé. Đây có hệ thống sạc luôn này. Đấy, bác nào mà máy mà hết pin ấy thì cắm sạc vào đây. Và không những đó thì những dòng máy này ấy, thì vừa trong thời gian hoạt động vừa sạc lại nhé. Nghĩa là mình vừa nổ cứ dùng thường ngày thôi, nó như xe máy càng nổ lâu nó càng tự sạc lại. Thì cái vấn đề sạc này thì em chỉ dự phòng cho các bác thôi nhé. Bác nào mà mua máy này thì em tặng thêm cùng một sạc, bác nào không lấy sạc thì em trừ tiền đi. Đệm tì hông này, giờ nó có Komatsu. Máy rất là đẹp, ô rất là sáng luôn. Chiếc máy này này 90%. Đề đây các bác nhá. Đây. Ga đây là không ấn được nút đề, mình phải đẩy về ga về này. Ấn nút đề. Đó. Rất là xịn. Công tác. Tắt là không đề được các bác nhá. Ấn về tắt là không đề được, phải ấn về bật mới đề được. Máy này thì chỉ cần bơm xăng thôi mới, các bác chỉ cần bơm xăng này, nó giật đề nổ thôi. Còn trường hợp mà các bác mà muốn giật nổ tay ấy, nó giật nổ tay ấy, thì các bác phải tháo le gió này ra, bộ nắp gió này ra. Đó, tháo bộ nắp gió này ra này. Nó có hiện thêm cho bác một cái le ở đây, các bác gạt tay le ở đây, và giật nổ mình cũng như bình thường. Còn bác nào mà khởi động bằng đề ấy, thì mình cứ việc bơm xăng này, ấn bơm xăng lên cái đũa bơm này là được thôi. Rồi ấn nút đề mỗi vậy thôi, rất là đơn giản và thuận tiện. Đó, chiếc máy này thì em bán với giá là 2.800.000 đồng nhé. Một chiếc máy mà như mới, siêu hiện đại, siêu xịn sò, mà giá thành rất là vừa phải. Đó. Rồi bác nào mà chốt lô này, chốt chiếc nào thì ưng ý thì liên hệ trực tiếp số lại 0362 880 840 nhé. Cứ thả em có cái vào Zalo, các bác đặt máy nào thì cứ liên hệ trực tiếp với số lại của em. Bên cạnh đó bác nào mà chốt hụt chốt sỏi thì có thể liên hệ và đặt hàng em ở lô sau các nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn các bác ở lô tiếp theo.